Rồi, ok, xin chào anh em. Nhằm đáp ứng cái nhu cầu chuẩn bị cày cuốc cái tựa game Nebu Tội Tốc Chiến sắp tới sẽ ra mắt vào đầu năm 2020 anh em ạ. Thì hôm nay quyết định đi xúc cái con điện thoại mới. Con điện thoại mới. Và cái con điện thoại này là dòng của Xiaomi và tên đó chính là K20 Pro, Redmi K20 Pro. Con này thì hiện tại đang có cái cấu hình nó gọi là dòng gọi là cao cấp của Xiaomi. Với con chip Snapdragon 855 chạy 6GB RAM. Đấy, chạy 6GB RAM em nhá. Thực sự là mình hiện tại thì đang máy của mình hiện tại yếu rồi, nên là mình nên là phải nâng cấp cái con này lên thôi. Sau này khi mà Liên Minh Tốc Chiến ra mắt thì chơi nó sẽ dễ dàng và mượt hơn. Sẽ gửi đến anh em nhiều những cái clip nó chất lượng hơn. Con này thì hiện tại mình mua ở cái ngày Black Friday ngày 11 tháng 11 vừa rồi đấy. Thì nó giá của nó là bao nhiêu ta? Hình như là 6 triệu hay là 7 triệu mấy, 6 triệu. 6 triệu mấy anh em ạ, mình quên mất rồi. Một cái con máy tầm cao cấp của Xiaomi nó khá là ngon. Mình thì quan tâm đến cái con chip đầu tiên và cái con RAM đầu tiên tại vì chơi game nên nó sẽ khá là cần những cái thông số đó. Đây trước mặt anh em đây chính là cái con điện thoại K20 Pro. Nó được nguyên siêu, chưa bóc cái gì cả. Cái hộp của nó thì nó đóng gói rất là chắc chắn, chống sốc các thứ. Mình đã bóc trước để mà khi mà cái người giao hàng mang đến cho nhà mình ấy, thì mình đã phải cậy cái hộp nó ra để mà xem cái điện thoại nó có hỏng méo hay gì không để mà nhận hàng. Còn nếu mà nó hỏng méo hay là cái gì đó thì mình sẽ không nhận hàng em ạ. Và mình yêu cầu cái shop là phải bán nguyên siêu nên họ để nguyên siêu. Không nguyên siêu là mình sẽ giả lại hàng, không lấy. Đó, vừa bóc siêu được xong, bây giờ thì mở con K20 Pro ra. Con này thì là màu đỏ em nhá. Màu đỏ. Cái ốp ở đằng sau, cái lưng ở đằng sau của cái con K20 Pro này nó rất là đẹp. Hộp của nó sẽ là đen và tím. Tím thủy chung và màu đen kết hợp. Chả biết nó có cái nghĩa gì nữa. 6GB RAM mình định xúc con 8GB cơ. 8GB RAM cơ, nhưng mà với 6GB RAM thì đã quá đủ rồi. 8GB RAM nó thêm mấy triệu nữa anh em ạ. Thêm 1 đến 2 triệu nữa thì phải. 6GB RAM cũng quá là đủ cho mình chơi những cái con game cao cấp như hiện tại. Và đây chính là cái con máy của chúng ta. Cái con máy của chúng ta anh em ạ. Ở trong cái hộp nó sẽ có một cái giấy bảo hành, một cái cường lực, một cái ốp lưng. Cái ốp lưng của nó màu đen. Và trước mặt anh em đây chính là cái con nhân vật chính K20 Pro. Đây là cái hộp bên trong chứa một cái que sạc SIM, một cái ốp lưng và một cái giấy hướng dẫn sử dụng. Bỏ qua ra thôi. Cái ốp đen đen cứng cứng này mình khá là thích. Cái ốp cao su dẻo đấy, màu trắng suốt này mình ghét cực kỳ luôn. Chỉ thích cái loại cứng cứng đen đen này thôi. Cầm nó chắc tay. Còn chẳng có cái gì khác nữa. Có một cái que sạc SIM ở đây thôi. Que sạc SIM này thì hiện tại mình đang có mấy chiếc ở trong nhà cơ. Rồi ok, chúng ta sẽ bỏ qua cái hộp này ra. Chúng ta mới bắt đầu khám phá cái hộp chứa các cái phụ kiện. Ở đây thì hiện tại mới có mỗi cái sạc và cái dây sạc USB Type-C thôi. Chứ cũng không có cái gì cả. Mua ở một số shop thì nếu mà anh em mua bảo hành vàng thì nó sẽ kèm theo mấy cái tai phone. Chắc là tai phone cũng đều thôi, mình cũng chả ham. Đây rồi, nó chẳng có cái gì cả. Chúng ta sẽ bỏ qua cái hộp này và chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc điện thoại K20 Pro. Mình đặt hàng được 5 hay 6 ngày mãi nó mới gửi em ạ. Hình như là shop bảo là do ngày 20 tháng 11 vừa rồi nó nhiều đồ quá, nhiều người gửi quá, lâm nó delay các cái sản phẩm. Không hiểu sao cái hộp này nó lại dính bụi anh em ạ. Cam của mình bị dính bụi. Khi mà mở ra cam dính bụi. Và con này thì không có vân tay ở đằng sau mà là vân tay ở màn hình em nhá. Anh em dí vào màn hình thì nó sẽ mở vân tay. Có khuôn mặt, xác minh khuôn mặt. Rồi đây là bóc cái vỏ trước của chúng ta ra. Và đây chính là cái toàn bộ cái hình ảnh chính của cái con K20 Pro. Cái mặt đằng sau thì mình chẳng biết bóc ra như thế nào nữa, tí từ tìm hiểu xem. Bóc ra bây giờ này sợ tí nó lại xước xước cái gì thì toi.
Màu của nó dạng kiểu màu Guardian, màu đỏ. Con K20 Pro này nó có hai cái màu, màu xanh nước biển, màu đỏ và màu đen. Hình như nó còn màu trắng nữa nhưng mà chưa thấy ai có cái con K20 Pro màu trắng bao giờ cả. Chưa thấy ai dùng luôn. Hiện tại thì khi mà chúng ta tùy vào một số máy, thì có một số máy khi mà chúng ta bật máy lên thì nó sẽ hiện mỗi cái Redmi với lại từ K20 Pro thôi, nó không hiện màn hình nữa được. Thì như là pin yếu em ạ, anh em nạp vào đó, anh em cắm sạc vào khoảng tầm 5 hay là 10 phút để mà nó nạp cái điện vào pin. Pin này như nó bị kiệt rồi sao ấy. Mãi nó không lên anh em ạ. Bây giờ thì chắc là cũng phải sạc vào xíu. Sạc vào xíu để xem là nó có lên hay không. Ôi ok. Sau khi mà sạc vào đấy 10 phút, cái sạc này là sạc Quick Charge nên sạc rất là nhanh. Sạc vào 5 phút là máy đã lên và được 7 mấy% rồi. Cái con này là cái con hàng Trung Quốc em nhá. Cái hàng Trung Quốc không có ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta phải buộc phải unlock cái máy này, sau đó thì làm một số những cái hướng dẫn ở trên mạng để mà chúng ta có thể là có tiếng Việt và ROM quốc tế, chứ đang ở ROM Trung Quốc, toàn bộ đều là Trung Quốc, không có CH Play. Và nếu mà anh em muốn mua hàng mà anh em phải bảo họ trước là họ ấy phải mở máy ra để cài máy cho anh em, cài tiếng Việt cho anh em thì họ sẽ cài. Còn không mà chúng ta cứ để nguyên siêu và sau đó thì tự vọc vạch máy thôi. Mình thì khá khoái vọc vạch máy. Chứ mà để họ làm hết cho mình thì chỉ cần mở và chơi thì mình không thích em ạ. Vọc vạch máy nó hay hơn rất là nhiều. Unlock máy để mà cài ROM quốc tế chúng ta mất mất một tuần thì mới có thể là unlock máy được và cài ROM quốc tế. Bây giờ thì mình sẽ thử trải nghiệm cái tựa game Liên Quân ở trên cái con K20 Pro với mắc cái đồ họa, mắc mọi thứ có thể để mà xem là cái con K20 Pro với con chip Snap 855 thì chạy Liên Quân nó đẹp đến cái mức nào. Đẹp cực kỳ luôn, phải nói là nó phê lòi mắt anh em ạ. Đẹp lắm luôn. Mọi thứ đều max setting, chính vì thế nó rất là đẹp. Và khi mà cái con game Liên Minh Tốc Chiến ra mắt thì chắc chắn là bật full đồ họa thì nó sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều so với Liên Quân. Cực kỳ hóng Tốc Chiến ra mắt. Mua máy để mà quất Tốc Chiến. Đấy, mua máy để mà leo rank Tốc Chiến, để mà cày rank Tốc Chiến anh em ạ. Nếu mà Liên Minh Tốc Chiến không ra mắt thì mình cũng sẽ không mua máy đâu. Nhưng mà Tốc Chiến ra mắt thì buộc phải mua máy mới. Mình sẽ sử dụng hai con máy để mà chơi Tốc Chiến. Một con Pocophone F1 và con K20 Pro. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ gửi đến anh em cái video quay màn hình từ thiết bị K20 Pro với cái tựa game Liên Quân Max Setting. Behold, infinity. Tartarus.
been destroyed. Kratos has been defeated. First blood. Transcendent. Rồi ok, bây giờ thì cùng vào xem cái điểm AnTuTu của cái con Kai 10 Pro này. Con Kai 10 Pro này thì nó sẽ có cái điểm AnTuTu đâu đó là khoảng bao nhiêu ra? 428.920 cái điểm AnTuTu. Một cái điểm số rất là cao, cực kỳ cao luôn cho các cái dòng Xiaomi cao cấp. Cực kỳ ngon anh em ạ. Rồi ok, đó là toàn bộ cái clip ngày hôm nay review và mở hộp cái con K20 Pro để mà sắp tới cày cuốc cái con game Liên Minh Tốc Chiến anh em ạ. Một cái con máy với cái giá rất là rẻ và nó đáp ứng mọi nhu cầu của anh em chơi game gọi là nặng nhất hiện tại có đều quất được hết. Anh em thấy cái con K20 Pro này thế nào? Nhớ comment phía dưới cho mình biết với nhá. Một cái con máy mình thực sự rất là thích. Rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Anh em xem video thì đừng quên để lại cho mình một cái nút like, cái nút đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo để mà không bỏ lỡ bất cứ những cái video mới nhất nào từ kênh TV Game. Xin chào và hẹn lại anh em vào các clip tiếp theo.